đi tới đâu á thì hinh lên cái là ở nơi đó có chị em mình ra đón rước nồng hậu, thì tình nghĩa nó là được như vậy. Đó là tại sao chúng ta mang họ thiên, nó có một cái xíu gì thiêng liêng ẩn ẩn trong đó, thương thương nhớ nhớ mến mến. Đó là vì chúng ta có duyên tựa cõi trời, rồi chúng ta xuống đây gặp nhau ở đây, hoặc chúng ta đã đầu thai nhiều đời nhiều kiếp, đã làm anh em cha mẹ với nhau, hay là trong một cái triều đình của những tiền kiếp, thì hôm nay chúng ta mới có duyên ngồi đây, đâu phải dễ gặp. Đó là vậy. Thì khi mà mình có một cái đại gia đình như vậy thì gán giữ, trân trọng. Rồi một đời này thì mình đã có cái trải nghiệm đời này, nhưng nó lại có những cái đời sau nữa. Và nó có những cái đời mà đời ở cõi trời, về trời cũng vẫn gặp nhau nha. Nếu nào mà gây lộn cái này, về trời vẫn gây lộn tiếp. Mình muốn dứt, không có hiềm tích lẫn nhau thì mình giải quyết tại chỗ này luôn đi. Tới về trển, ông con không có biết mấy chư thiên ở trển cũng gây lộn như chúng ta thôi. Ở trển như vậy, nhưng mà họ tinh tế nhị hơn chút. Mỗi lần con thấy bầu trời mà màu xanh màu đỏ hiện tùm lum á, đó là Thái Thượng Lão Quân với Gia Cát Lượng đang giận ở nhau, đang đập bàn nhau đó, mấy ông bự á. Có đó.